Lễ báp têm là một lễ trọng đại trong cuộc đời theo Chúa của người Cơ Đốc. Và đại mạng lệnh của Chúa Giêsu trước khi Ngài thăng thiên, đó là hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Tuyên xưng niềm tin của mình bằng cách nhận thánh lễ báp têm bằng nước, một bước tiến lớn trong cái quyết định vâng lời Chúa và một hành động phát xuất từ sự ăn năn tội, đặt đức tin nơi Chúa Giêsu và cam kết theo Chúa Giêsu trong cái cuộc đời được đổi mới. Tất cả chúng ta là những chứng nhân cho ngày lễ trọng đại này. Và trong Kinh Thánh Tân Ước, lễ báp têm luôn đi đôi với sự ăn năn tội, quay trở lại với Chúa. Và qua hành động này chúng ta bày tỏ sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Giêsu và cam kết bước đi theo Chúa. Và vì vậy mà lễ báp têm là một thánh lễ ấn chứng cho một cuộc sống mới được bắt đầu kể từ ngày chúng ta mở lòng đón tiếp Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời của chúng ta. Và thưa, cuộc sống mới này chứa đựng những cái ý nghĩa rất là quan trọng. Đây là dịp để ôn lại cái cam kết của mình đã lập với Chúa khi mà mình đã nhận lễ báp têm. Roma đoạn 6 từ câu 1 đến câu 14 là phân đoạn Kinh Thánh mà Chúa dùng hình ảnh của sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giêsu. Và trong phân đoạn này, Kinh Thánh sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh và phân tích rõ ràng lời Chúa dạy dỗ của Chúa Giêsu là cảnh báo một số người. Họ mang một cái ý tưởng sai lầm là như thế này, là bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời là vô hạn, không có một cái tội lỗi nào, một cái tội trọng nào mà Chúa không có thể tha. Và bởi vì họ mang cái ý tưởng đó cho nên họ nghĩ rằng là họ có thể tiếp tục phạm tội và Chúa sẽ tiếp tục tha tội cho họ. Và đây là một cái suy nghĩ sai lầm mà sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo. Trong Đấng Christ, người tin Chúa đã chết khi đứng trước tội lỗi, tức là không thể phạm tội vì con người cũ của họ đã chết với Chúa Giêsu rồi. Và kế tiếp, sứ đồ Phao-lô dạy ý nghĩa phép báp têm là chúng ta xác định cái sự đồng hóa của chúng ta trong Chúa Giêsu, đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa. Câu 3, câu 4 chép: hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã chịu chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Lễ phép báp têm khi mà thân thể được dầm trong nước là hình ảnh của sự chết, nhưng mà cũng là hình ảnh của sự chôn sâu giống như Chúa Giêsu. Ngài đã chết và chịu chôn trong mộ. Sau đó thân thể của người chịu báp têm được đưa lên khỏi nước là hình ảnh của sự sống lại và đồng sống lại với Chúa Giêsu. Và đây là một cái biểu tượng rất là mạnh mẽ trong cuộc đời mới trong Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy rõ ràng kết quả của sự ăn năn tội và lễ báp têm là để chúng ta có thể bước đi trong một đời sống mới được Chúa Giêsu đổi mới. Và đó là điều thứ hai mà chúng ta sẽ cùng chung nhau học tiếp trong câu 6 đến câu 14. Và trong phân đoạn này, sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta có 3 giai đoạn, 3 điều. Điều thứ nhất, sự dạy dỗ trước hết đó là phải biết và hiểu biết rõ. Và hiểu biết rõ điều gì? Thưa quý ông bạn chị em, Roma đoạn 6 câu 6 chép: vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã chịu đóng đinh trên thập tự giá với Chúa rồi, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không còn bị phục dưới tội lỗi nữa. Biết và hiểu biết rõ dẫn đến một cái hành động khôn ngoan, đó là làm theo lẽ thuật tuyệt vời dạy của Kinh Thánh, là bản chất con người cũ, tội lỗi cũ của chúng ta đã chịu đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ. Và điều này phải được cấy sâu trong cái tâm linh khôn ngoan của chúng ta, là tôi phải biết rõ cái điều đó. Và đây là một hành động khôn ngoan của một người xưng mình là con cái của Chúa. Ngày hôm nay, lẽ thật sâu nhiệm này phải thuyết phục được tất cả con dân của Chúa rằng là tôi đã chịu đóng đinh với Chúa Giêsu trên thập tự giá, và tất cả tội lỗi cũ cùng những cái tư tưởng xấu xa ngày trước đã được chết và được đóng đinh trên thập tự giá với Chúa Giêsu. Nếu mà cái đời sống cũ hay là bản chất cũ đã chết với Chúa Giêsu thì tội lỗi sẽ không có còn quyền gì nữa trên cái đời sống của chúng ta, có phải không? Đừng để cho Satan có cơ hội làm phiền cuộc sống mới của chúng ta bằng cách là nhắc lại trong cái tâm trí của chúng ta những cái quá khứ cùng những cái lỗi lầm cũ mà chúng ta đã
được Chúa Giêsu tha tội, đã đóng đinh với Chúa trên thập tự giá rồi, và luôn biết rõ rằng là con người cũ của chúng ta đã chết với Chúa Giêsu. Câu 11 chép: vậy anh em hãy tự coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tự coi mình là không những cần phải cẩn trọng xem xét trong cái tâm linh, xem xét trong cái trí khôn của chúng ta, mà còn phải có một cái ý chí muốn làm theo cái điều đó nữa. Và Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta một cuộc sống mới, nhưng mà chúng ta phải có một cái ý chí là nhờ cậy Chúa Thánh Linh làm cho đời sống cũ thật chết sau lưng của chúng ta và thật sống đời sống mới trong Chúa mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và đây là nan đề của một số con cái Chúa, là sau khi tiếp nhận Chúa rồi, nhận lễ báp têm rồi mà họ vẫn tiếp tục sống cái nếp sống cũ, bản chất tội lỗi cũ và con người cũ. Và điều này làm cho họ không thể nào nếm biết được cái phước hạnh của một nếp sống mới không có phạm tội. Một nếp sống mà chính Chúa Giêsu sẽ ban thêm sức và giúp cho họ sống theo ý muốn của Chúa, sống để được đẹp lòng Ngài. Và trong Giăng Nhất đoạn 5 từ câu 3 đến câu 4 chép: vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Và lắm lúc chúng ta nói rằng là Chúa đã tha tội hết cho tôi rồi, bây giờ tôi có thể sống theo ý của tôi muốn. Chúng ta đã được cứu chuộc khỏi tội bởi đức tin thì chúng ta phải sống một đời sống mới cũng bởi đức tin. Và đức tin hiện diện và dẫn dắt chúng ta mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng ta, và Ngài giúp đỡ thêm sức cho chúng ta từng ngày. Kinh Thánh chép: người công bình thì sống bởi đức tin. Đức Chúa Trời của tôi là Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Tôi đã tiếp nhận bằng đôi tay của đức tin, và Chúa luôn hiện diện để nâng đỡ và dìu dắt tôi cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà phần của tôi, điều mà tôi cần làm đó là tôi phải có một cái ý chí nhờ cậy Chúa Thánh Linh, sống một cuộc đời mới bằng đức tin đã được ban cho, đó là hãy coi mình như chết về tội lỗi. Và cuối cùng, sứ đồ Phaolô dạy hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời. Và Roma đoạn 6 câu 13 chép: chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, mà dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Và muốn làm được điều này thì phải có một cái ý chí cương quyết lựa chọn muốn làm theo lời Chúa dạy. Chúa tôn trọng sự lựa chọn của mỗi con cái của Ngài, vì Ngài ban cho con người có ý chí tự do. Bởi vì Ngài tạo dựng con người theo hình Ngài và theo ảnh của Ngài, có tâm linh, có tình cảm, chứ Ngài không tạo dựng nên những robot, có phải không? Là người máy, không cảm xúc, không linh hồn. Và Ngài nói là ý tưởng của Ngài dành cho con người ấy là ý tưởng bình an, chứ không phải tai họa. Và Ngài ban cho con người Kinh Thánh là lời của Ngài. Trong Kinh Thánh, Ngài mặc khải cho con người bản tánh và ý muốn tốt lành của Chúa dành cho con người, và muốn con người được ban phước qua cái sự vâng lời của họ. Và mạng lệnh tối cao của Chúa trong Kinh Thánh dành cho con người đó là gì? Đó là tình yêu. Ngài muốn chúng ta yêu thương Ngài hết lòng, hết trí, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn, và yêu người lân cận như mình. Nhưng Ngài để cho chúng ta có quyền vâng lời Ngài hay không, và quyền quyết định sống cho Ngài hay là sống cho thế gian. Nếu chúng ta quyết định lựa chọn sống cho Ngài, yêu Ngài, thì tự nhiên mọi điều khác sẽ theo sau. Đó là nếu yêu Chúa thật sự thì chúng ta sẽ khó mà dung dưỡng được cái bản chất cũ, con người tội lỗi cũ, và khó có thể phạm tội. Lời Kinh Thánh chép trong Giăng Nhất: ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Vì hộp giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Tóm lại, bởi thánh lễ báp têm, chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta là chúng ta đứng về phía Chúa Giêsu. Bởi đức tin chúng ta được đặt trong danh của Chúa Giêsu, và Chúa đòi hỏi chúng ta sống một đời sống thật sự để được sống lại với Ngài, tức là một đời sống đắc thắng tội lỗi, dâng cái sự vinh hiển lên cho Chúa. Và điều này dành cho tất cả những ai xưng mình là cơ đốc nhân, là con cái của Chúa. Để có một đời sống được đổi mới hoàn toàn theo ý muốn của Chúa, chúng ta cần làm ba bước theo lời Chúa dạy, theo lời Thánh Kinh. Đó là: thứ nhất, biết và phải biết rõ, thật rõ bản chất con người cũ hay phạm tội đã được đóng đinh với Chúa Giêsu rồi, đã chết rồi, chết thì không thể hại chúng ta được nữa. Và điều thứ hai đó là tự coi mình, xét mình, vậy
Anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Và điều thứ ba đó là hãy phó chính mình cho Đức Chúa Trời, dâng thân thể làm của lễ thánh và sống để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hallelujah, chúng ta tạ ơn Chúa vì có một con cái của Chúa đã ăn năn tội của mình, đồng phục Chúa và tin nhận Chúa. Đó là bà Siuan. Bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Ngài từng hồi từng lúc kêu gọi các con cái của Ngài ăn năn trở lại Ngài. Tạ ơn Chúa bà được Chúa kêu gọi và bà thật sự ăn năn tin nhận Chúa Giêsu đã đấng cứu thế, đã cứu bà ra khỏi tội lỗi và Chúa ban cho bà sự sống mới. Và chiều hôm nay bà đến đây để tuyên xưng niềm tin mình trước hội thánh, để hội thánh thấy được niềm tin của bà và sự khao khát làm bắp tem của bà, để bà có được đời sống mới, đời sống khi mà tội lỗi đã được vùi xuống dưới nước và đời sống mới được đứng trở lên trước khỏi mặt nước, một đời sống mới, một đời sống được tái sinh, một đời sống được sống lại hoàn toàn theo sự dẫn dắt và ơn của Chúa Giêsu. Chúng ta thật là vui mừng, phải không quý vị? Chúng ta cùng nhau nói Amen, cảm tạ Chúa. Amen. 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 Thưa Thánh, chúng ta đang chứng kiến đây là bà Suyên Nguyễn đã quyết tâm bày tỏ thái độ của mình là dứt khoát từ bỏ những tội lỗi của mình để bước vào đời sống mới. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đối thương, cầu xin Đức Thánh Linh là đấng dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, giúp đỡ cho bà để có một lòng trung kiên theo Chúa, hết lòng theo Chúa và học hỏi theo những gương sáng của Chúa để làm một gương sáng cho những người xung quanh. Họ thấy Chúa và thấy được tình yêu và sự cứu độ của Chúa mà họ đến và tôn thờ Chúa. Đó là điều tôi muốn trình bày với hội thánh. Và điều thứ hai tôi muốn nói với bà Suyên Nguyễn đây. Thưa bà, báp têm thánh lễ mà Chúa Giêsu đã thiết lập và truyền dạy cho hội thánh thời Tân Ước, điều này phải tuân giữ theo. Và ứng cử viên hãy tiếp nhận lễ thánh lễ này với lòng của mình, hết lòng ăn năn tội lỗi của mình và quyết từ bỏ con đường cũ, nếp sống cũ và những điều tội lỗi của mình vào phần mộ của sự chết để sống lại một đời sống mới với Chúa cứu thế chúng ta và hầu được nhận được đầy dạy Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy cùng nhau đứng lên đọc bài Tín điều các sứ đồ. Chúng ta cùng nhau đọc: Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Chúa Giêsu Christ là con đồng sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được đầu thai bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khói dưới tay Môn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Hội Tông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Và sau đây tôi có một câu hỏi để mà hỏi ứng viên trước khi bước vào hồ làm lễ báp têm. Thưa bà Suyên Nguyễn, có phải bà thật lòng ăn năn mọi tội lỗi kể như mình đã đồng chết và đồng chôn với Chúa và đồng sống lại với Chúa Giêsu để sống một cuộc đời mới đắc thắng cho Đức Chúa Trời phải không? Bà đã chấp nhận. Amen. Trong ơn và sự thương xót của Đức Chúa Cha, của Chúa Thánh Linh và trong danh của Chúa Cứu Thế Giêsu, tôi xin làm lại báp têm.